Mẹ ơi! Chào con! Dinh dưỡng từ rau, dồi dào sức khỏe. Con biết nhưng mà... Mẹ đã có cách thái nhả rau củ và Azinon cho rau ngon hơn. Hạt nêm Azinon được chế biến từ xương, thịt và các nguyên liệu khác bằng sự tận tâm, giúp chiết xuất trọn vẹn hương vị đậm đà, làm dịu mùi ngọt vị rau củ. Rau thơm ngon hơn! Mai nữa nha mẹ! Azinon, thêm đậm đà, rau thêm ngon. Ajinomoto Việt Nam đồng hành cùng dự án Bữa ăn học đường.